Con xin lỗi má, con sai rồi. Má đừng buồn vợ chồng con nha má. Má không buồn. Cuộc sống bây giờ là vậy mà. Dạ không má. Dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì hai đứa con cũng không được sống bất hiếu với má. Anh đi công tác vài ngày á, em ở nhà lo cho con nha. Dạ. À, anh, má đang bệnh ở dưới quê á, anh không sắp xếp về thăm má được hả? Hợp đồng là anh ký rồi, không có đi không có được. Còn chuyện gì mà quan trọng hơn má bệnh nữa anh? Ký hợp đồng mới có tiền lo cho con, lo cho em chứ. Bây giờ anh hủy hợp đồng á, nó đền tiền anh sao? Thì tùy anh thôi. Em mày đang bầu vì đi xe em bị say xe, chứ không á là em tự về thăm má rồi. Thôi được rồi, để anh cố gắng sắp xếp thời gian rồi cái gì rảnh anh chạy về anh lo cho má cho. Anh cứ tối ngày sắp xếp, rồi khi nào anh mới sắp xếp được? Mấy tháng nay mình chưa có về thăm má đó. Thôi, anh tranh thủ anh đi, chạy anh chơi tới chiều luôn á. Dạ. Dạ thưa má, con Hương nè má. Má có khỏe không má? Má không sao hết đó. Má ăn thuốc cũng ổn rồi con. Chỉ còn hơi hơi ngứa cổ ho thôi à. Thằng Quân đâu rồi con? Dạ, anh Hương anh mới đi công tác rồi má. Bay cũng khỏe chứ hả? Cũng lâu rồi mấy đứa không về thăm má. Dạ, đợi khi nào anh Huân anh đi công tác về rồi hai vợ chồng con về thăm má nha má. Nhưng mà thôi, ai cũng có việc của người đó. Con cứ lo việc của con đi, rồi khi nào rảnh về thăm má cũng được nha. Với lại con đang bầu bì, ráng giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cho thiệt là khỏe nha. Cho cháu nội của má khỏe luôn nha con nha. Dạ, con biết rồi. Má cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Con xin lỗi má nhiều lắm. Không có sao hết mà. Khi nào rảnh rỗi về thăm má cũng được. Vậy nha. Thôi má đang lỡ tay nấu cơm cho con nha. Sao? Dạ, cảm ơn anh nhiều nha, đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Có gì đâu, chẳng qua dự án mình tốt mà,
nên phải thành công thôi. Dạ. Ngồi đây nghỉ mệt, uống miếng nước rồi từ từ hãy về Sài Gòn ha. Dạ rồi. Cậu Quân. Đúng là cậu Quân rồi. Ủa, chị Sáu Anh, lâu lắm mới gặp lại cậu. Ủa, sao chị có mặt ở đây nữa? Tôi mới được chuyển qua đây làm nè. Vậy là hai người có quen nhau hả? Chẳng những quen mà còn thân nữa. Kìa con. Ủa mẹ con đâu rồi? Ba mẹ con, nhà con ở đâu? Sao con vậy? Con có sao không? Chết rồi. Để chú nào. Chị phải giúp người vụ này không chị? Phải, mà có chuyện gì không cậu? Tôi thấy cháu bé này á, như bị lạc mạng hay sao á, cứ kêu mẹ hoài à. Hồi nãy cũng ngất xỉu quá chị. Thôi thôi, cậu đưa ra đây, đi vô nhà tôi gần đây nè. Đi đi cậu, đi theo tôi. Dạ dạ. Đến con. À, như vậy là con bé mà bị xỉu dọc đường, mà có cái cậu thanh niên nào đó bồng mấy cây số luôn đó, rồi đem về chị giúp đỡ, là sếp của tôi đó hả? Là cậu Quân này nè. Bây giờ này mới biết ta. Ủa chị, bây giờ bé Nhung sao rồi chị? Cuộc sống của bé Nhung bây giờ tội lắm cậu. Tội nghiệp con bé lắm cậu ơi. Cái đêm đó cậu gặp tôi rồi cậu giao nó cho tôi, tôi săn sóc nó. Sáng ra hả, nó nằng nặc, một hai nó bắt tôi phải đi tìm mẹ cho nó. Cũng may á là tôi quen biết nhiều, nên tôi cũng tìm được mẹ cho nó. Vậy hả chị? Tội nghiệp nó lắm. Hai mẹ con nó bán vé số ở đây, cái vùng này ai cũng biết hết. Thương á là thương cái tánh hiếu thảo của nó. Đi, tôi dẫn cậu đi. Em ơi, mua giùm chị tờ số đi em. Em gái. Chị, mua giùm em tờ số đi chị. Cô, mua giùm con tờ giấy số đi cô. Mua giùm tờ, cứ mua giùm số con đẹp. Hai tờ nha. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Mình chạy tóc cho mẹ nè. Thôi để con cột tóc cho mẹ. Thôi để mẹ cột cho. Con đưa để mẹ cột cho. Dạ. Dạ đây. Ủa, cái khăn mẹ đâu rồi? À, đây này con, đây này con, làm gì? Con la tay mẹ cho, tay mẹ dơ hết rồi. Chân mẹ nó nè. Này. Thôi được rồi con gái. Lên thay với mẹ. Tội nghiệp cho con của mẹ. Cũng tại vì mẹ không có nhà, làm cho con khổ sở, ở ngoài đường như vậy nè. Con thương mẹ lắm. Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Mẹ ơi, sao ba lại bỏ mẹ con mình nhớ mẹ? Ôi mẹ đừng khóc nữa. Con không nói nữa đâu. Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ. Con sẽ học thật giỏi, đỡ lớn lên, con đi làm kiếm tiền cho mẹ đỡ khổ nha mẹ. Mẹ đừng khóc nữa mà mẹ. Mẹ đừng khóc nữa mẹ.
Ủa chị sao? Ôi chú, đây là cậu Quân. Lúc trước á cứu bé nè, lúc mà bé đi lạc đó. À dạ dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu cứu con tôi. Dạ không có gì đâu chị, tại bé Nhung ngoan lắm. Dạ. Chị Sáu nè, ngày mai á chị về nói mấy anh em công ty á, mình lập một cái quỹ từ thiện để xây nhà cho mẹ con cháu Nhung nha. Được chứ cậu. Rồi cái chuyện đó là trong công ty á, anh em đều ủng hộ đó. Được hả cậu? Đúng. Đừng ở nhà hả cậu? Mẹ con chị á xứng đáng có một căn nhà để yêu thương. Nhất là bé Nhung. Bé Nhung hiếu thảo lắm. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn chú đi con. Mình cảm ơn chú. Không, chú mới là người cảm ơn con. Nhờ con mà chú ngộ ra nhiều điều lắm. Chú cảm ơn con nhiều lắm. Con là đứa bé thiếu thảo. Tôi cảm ơn chị Sáu đã dẫn tôi tới đây. Thôi em đi, chúc hai mẹ con chị sống tốt nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn chị Sáu nha. Chị Sáu đợi tin tôi nha. Dạ. Thôi vậy là mình sắp có nhà rồi con ơi. Alo em hả? Em chuẩn bị đồ nha. Anh sẽ cùng em á về thăm mẹ trong đêm nay luôn. Má ơi má. Ai đó? Dạ, dạ con là Quân nè má. Hai vợ chồng con về thăm má nè má ơi. Ủa thế con Quyền đó hả? Dạ dạ. Đợi má một chút. Quyền thấy không? Má ho quá trời luôn đó. Dạ thưa má. Hai đứa sao về trễ? Mang bầu mang bì á mà đi về trễ như vậy rồi xương lạnh ảnh hưởng đến cháu nội của má thì sao? Má, đi vô nhà. Má đại hồ má có sao không má? Má không sao hết đó. Đi vô nhà cẩn thận đó con. Dạ. Cẩn thận từ từ đó con. Đi vô. Đi má vô con. Đi vô đi má. Ngồi xuống đi má. Đi đường có mệt không con? Dạ không má. Má. Con xin lỗi má. Con sai rồi. Cho dù tiền tài, công danh thì địa vị không có ý nghĩa gì khi chính đời này con không còn má. Má ơi, má đừng buồn vợ chồng con nha má. Má không buồn. Má không buồn. Má hiểu. Cuộc sống bây giờ là vậy mà. Dạ không má. Dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì hai đứa con cũng không được sống bất hiếu với má. Thân thân
một tình yêu đong đầy nhân ái. Cuộc đời trôi đi nhiều trăm luân, với bao điều lo toan bao trớ trăn, có lúc ngỡ mình gục ngã. Một ngày nào đó khi chúng ta vội quên sống trong yên bình, mãi bám theo dẫu chúng ta giàu có như ước nguyện, cũng chỉ là sương khói tan theo mây chiều. Trao tình yêu ngút ngàn, hãy gieo tình thương ấm nồng. Mỗi ngày tồn tại trên thế gian như phép mơ. Trao để mai này không nuối tiếc, phút giây bình yên luôn sống vui là hạnh phúc. Hãy subscribe.